Trời, hôm nữa là cạn rồi cái đồng này. Bên đây là cái trại vịt nè. Con cò trắng này loại giống bự. Ông này ông đi đuổi vịt. Nó rình gì không? Đang rình bắt cá. Rộng cánh bay,
bay về phía mặt trời, bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lớn, đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời. Cái trại của nó bên kia, bên kia xong. Nó đang lên, nó vẫn đó, nó đang lên rồi. Hôm đêm nó ngủ ở đây nè, rồi gần sáng nó, nếu mà nó dịch đẻ là gần sáng nó mới đẻ. Nó đẻ trên chỗ nó ngủ á, thì sáng sớm cái người ta ra ta lượm trứng. Chắc nó đi chăn lưới nè. Nhìn đàn cò trắng,
Đúng rồi, đi giăng lưới. Nước cũng cạn, cá bắt cũng muốn hết. Nói chỗ này xong, chỗ này lên đó bắt đùi. Mà ít rồi, bây giờ thấy ít người nè, ít. Ở miền Tây người ta kêu vịt này là vịt chạy đồng đó bà con. Vịt chạy đồng là người ta nuôi thả trên đồng á. Có thể là khi đặc biệt là lúc mà khi mà người ta cắt lúa xong á là người ta hay thả vịt chạy đồng vô lắm. Thời xưa thì thả vịt chạy đồng vô mấy cái ruộng lúa người ta cắt rồi á là thoải mái, là không có tiền bạc gì hết. Nhưng bây giờ là phải mua đồng mới thả vịt được. Mà khi mà đồng mà có mồi á là có nghĩa là có ốc, có cá, thì có lúa thì thả vịt vô trong đồng đó nó khỏi có tốn thức ăn. Mà vịt thì nó ăn dữ lắm, nếu mà không tốn thức ăn là lời. Còn đồng giờ người ta cắt xong là người ta bán đồng 20-30 ngàn giờ một công đất. Có nơi có lúc nó bán đó, tụi cò nó bán tới